bí mật của anh kia là có nói là hợp tác với người ngoài hành tinh. Có lẽ cái tên này đã du hành thời gian quay về quá khứ để mà trộn liều thuốc đó. Được rồi, giờ mình phải quay về thôi. Hey! Cuối cùng mình cũng đã về được chỗ cũ rồi. Ủa, anh vẫn đứng đây đợi tôi à? Tôi cứ tưởng là... Ủa, tại sao đồ của mình lại mặc lên à? Chắc có lẽ là nó sẽ áp dụng ở một nơi, một chỗ khác thôi. Thôi bây giờ tôi phải quay về thôi. Ừ thôi thì anh hãy quay về khu đi trắng của anh đi. Và hãy nhớ cẩn thận trên đường về, thì giờ này có vẻ trời đã chuyển tối rồi rồi. Và cũng đang trời mưa nên sẽ dễ rất là có nhiều bọn hay ma ở dọc đường, thì anh hãy cẩn thận ha. Chúc anh lên đường thuận lộ bình an. Ok, tạm biệt anh và anh lính này. Hy vọng hai người bảo trọng nha. Và anh hãy nhớ canh chừng của mấy thời gian cẩn thận ha. Rồi để tôi sẽ lấy lại cái cục này. Rồi, mình sẽ đem theo mỗi khi tôi cần. Ok, tạm biệt hai người. Giờ tôi lên đường đây. Có vẻ là trời đã tối rồi. Mình phải cẩn thận hơn. Giờ này chắc chắn là bọn đây zombie chúng sẽ sinh ra đông hơn. Mình cần xuống dưới lấy một cây đèn. Rồi, giờ mình phải đi lên đường thôi. Hy vọng ngoài kia, hy vọng ngoài này không có bọn hay ma. Bây giờ mình phải tìm lại đường về của mình thôi. Chết rồi, mình không tìm được cái đường nào đi về hết. Bọn hay ma. Rồi mà mình phải giết hết cái tụi này. Chết rồi, mình lỡ nổ súng rồi. Hy vọng không gây ra tiếng ồn để mà tụi chúng sẽ kéo đến nhanh hơn. Nhông. Không được, không được. Mình quên mất, mình còn khẩu katana mà. Thanh kiếm katana. Thanh kiếm này cận chiến cũng khá là mạnh. May quá mình có mặc bộ giáp vào rồi nên mình sẽ có sức tấn công và tốc độ chạy khá là nhanh. Cảm ơn hai người kia đã giúp mình. Lại một tên nữa. Rồi, không còn tên nào hết. Có vẻ là an toàn rồi, giờ mình phải tìm đường về thôi. À, đây chính là vết máu. Được rồi, giờ mình đi về. Hy vọng không có cái tên nào đứng ở sau lưng. À, mình sẽ giết tận gốc bọn này để chúng không kéo vào khu thị trấn của mình. Ôi ôi ôi, sao chúng kéo đến đông vậy? Lúc nãy thì mình chẳng có tên nào hết. Đáng ghét. Không được, mình phải cẩn thận hơn. Ôi, bọn chúng có dùng súng à? Lại lại là bọn zombie ở thành phố, chúng đã kéo đến tới đây thì sao? Không được. Vậy là bọn zombie ở thành phố chúng đã kéo đến được khu đi trắng này rồi. Có lẽ chúng nó đi theo mình thì phải. Hay là cái tên áo đen đó chúng đứng sau tất cả chuyện này hả? Không được, mình phải quay về ngay trước khi quá trễ. May quá mình cũng đã tìm được nơi này. Về lại khu phố rồi. Ây da! Tên nào đánh mình vậy? Đáng ghét. Hình như mình đang bị kéo lê đi thì phải. Nhức đầu quá. Đáng ghét, mình đang bị kéo đi đâu vậy chứ? Mình đang ở chỗ quái quỷ nào đây này? Tại sao? Tại toàn là máu me thế này. Ở đằng kia có người đang bị tra tấn thì phải á. Đáng ghét. Đây là cái tên ở khu thị trấn của khu phố mà. Tại sao lại Người bất ngờ lắm chứ gì. Cuối cùng thì ta cũng bắt được manh mối số 1. Và ngươi sẽ biết hậu quả như thế nào rồi đấy. Sếp, hình như bên ngoài có người muốn gặp sếp thì phải đó. Đúng rồi, lúc này thì ta có hẹn với cấp trên của ta. Thì chắc là cấp trên của ta cũng đã đến rồi. Thôi, cái người trông chừng hắn giúp ta nha. Ta lên xem tí ta xuống. Người mà làm chuyện gì sai trái á thì sẽ biết hậu quả đó. Chết tiệt, tại sao mình lại bị bắn chứ? Đáng ghét, lúc nãy mình quá là bất cẩn nên nó bị bọn chúng lừa. Rồi mình phải tìm cách nào để trốn thoát ở đây thôi. Như chỗ này là một căn phòng mà được làm từ cái gì đó mình cũng chưa thấy bao giờ hết.
những cái tên này cầm hung vũ khí thì mình ở hình như ở đây là có một người đang bị hắn tra tấn ấy. Ồ, tiếng gì? Ồ, có tiếng gì? Mình nghe tiếng gì đó. Ồ, hình như có tiếng gì đó. Mày lên xem sao, coi cho nó có chuyện gì xảy ra gì. Ok. Ok, được rồi. Một tên nó đi lên trên đó. Bây giờ thì mình phải suy nghĩ cách để thoát ra khỏi chỗ này mới được. Ok, hên quá. May mà tụi nó chói mình không có chặt lắm. Được rồi, mình sẽ xử cái tên này sao. Ok, bây giờ mình sẽ giả vờ coi như là mình đang bị chói đi. Mình sẽ đợi. Ok, đây là thời cơ. Hey, mày, đáng ghét. Mày. Cuối cùng mình đã đánh bại được hắn. Mày qua giờ hắn xỉu rồi, mình phải nhanh chóng tìm đồ và thoát ra khỏi đây đó. Anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ ở đây cầm chừng bọn chúng lại cho. Anh hãy lên đường nhanh khi còn có thể. Tôi sắp bị biến đổi rồi. Ủa? Ok, thì tôi xin cảm ơn anh nha. May quá, còn có người còn có giúp mình. Ồ, đây là đồ, tất cả những đồ của mình. Được rồi, mình phải lấy lại nhanh thôi. Giờ thì mình sẽ mặc đồ vào. Ok. Mình sẽ... Cây này là mình sẽ sử dụng khẩu này để mà mình sẽ tấn công bọn chúng. Ok, mình sẽ an táo vào thôi. Được rồi, trang bị đầy đủ. Ok, đáng ghét thật, mình nghe thấy tiếng bọn thay ma. Không được, bây giờ mình phải lên cho nó xem sao. Chết tiệt, hắn đã có chuẩn bị từ trước nên hắn đã rào chỗ này lại rồi. Đáng ghét, mình phải đập ra chỗ này rồi mình cẩn thận mới được. Khoan đã, hình như là sẽ dùng vũ khí cận chiến. Được rồi, mình phải để vũ khí cận chiến ngay tay của mình có thể sử dụng được. Ok. Rồi, giờ mình phải ăn vỏ táo này. Hình như trên đó có rất là đông bọn hay ma. Giờ mình phải cẩn thận hơn. Ui, bọn chúng. Ui, hình như bọn chúng đang kéo xuống thì phải. Nhanh lên mới được. Mình phải thoát ra cái chỗ này càng sớm càng tốt. Ui,